Mẫu nhà vườn bán Nhật luôn được nhiều chủ đầu tư lựa chọn bởi sự tiện nghi sang trọng cùng một không gian sống chan hòa với thiên nhiên cùng mức đầu tư xây dựng không quá lớn. Đặc biệt, mẫu nhà vườn rất thích hợp với gia đình sở hữu khu đất rộng. Trong video ngày hôm nay, Tất Á xin giới thiệu đến các bạn mẫu nhà một tầng bán Nhật của gia đình anh Tuấn tại Vĩnh Phúc. Mẫu nhà cấp 4 mang phong cách tân cổ điển là sự cách tân giữa truyền thống và hiện đại với sự thanh lịch, trang nhã và độc đáo. Phong cách này làm giảm bớt đi các chi tiết rườm rà, kết hợp với chút nhẹ nhàng và tinh tế, mang lại ấn tượng mới lạ cho công trình. Vẫn là sắc trắng sang trọng làm nổi bật các chi tiết thiết kế, màu xanh từ mái Nhật vô cùng hài hòa, bắt mắt, tạo nên vẻ đẹp thời thượng và cuốn hút. Thêm vào đó là hệ đèn LED âm trần, không chỉ mang đến ánh sáng dù bất kể ngày hay đêm, mà còn tạo không gian lung linh, huyền ảo vào mỗi buổi tối. Mỗi nhà cấp 4 đẹp với chi phí thấp, gây ấn tượng với hệ thống cột trụ tròn, được trang trí bởi các phù điêu tinh xảo và hệ phào chỉ chạy dọc thân cột, đem lại sự khác biệt, mềm mại, uyển chuyển cho kiến trúc thiết kế. Ngôi nhà bao gồm sảnh chính và sảnh phụ, tạo nhiều lối đi thuận tiện, đồng thời giúp tăng khả năng đón sáng, gió cho căn nhà thêm thông thoáng và mát mẻ. Phần bậc ngũ cấp đua rộng ra, đế ốp đá hoa cương sang trọng, lộng lẫy, không chỉ tạo điểm nhấn về phương diện thẩm mỹ mà còn khá tiện trong quá trình sử dụng khi muốn vệ sinh và dọn dẹp. Hệ thống cửa chính cửa phụ dùng gỗ lim nam phi kiên cố bề thế được chạm khắc tỉ mỉ tạo nên sự tinh tế thu hút lại đảm bảo không gian riêng tư cho gia chủ. Hệ thống cửa sổ làm bằng kính cường lực được chắn rèm tạo sự thông thoáng và rộng rãi. Các ô cửa kính khung nhôm sơn đen ấn tượng độc đáo làm điểm nhấn đặc biệt cho công trình. Hệ thống mái Nhật đồ sộ đua ra bốn phía vô cùng kiên cố, dáng mái cao với độ dốc hoàn hảo giúp thoát nước mưa không gây thấm rột làm ảnh hưởng đến mỹ quan công trình. Ngoài ra, các lớp ngói không nung Romantic được xếp ngay ngắn có ưu điểm chống nóng, tản nhiệt tốt, đem lại một không gian nội thất thoáng đãng và mát mẻ. Khoảng sân rộng được lát gạch chống trơn trượt là nơi vui chơi, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Phía trước nhà là hệ thống tiểu cảnh tạo không gian trong lành, tươi mới, điều hòa khí hậu giúp gia chủ cảm thấy thư thái hơn mỗi khi đặt chân về ngôi nhà thân yêu của mình. Trước khi đến với mặt bằng kiến trúc công trình thì xin mời các bạn cùng ghé thăm kênh YouTube cũng như website của nhà đẹp Tân Á các bạn nhé. Ở kênh YouTube chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp, từ nhà phố, nhà vườn, nhà biệt thự, villa. Bên cạnh đó cũng có những video quay lại quá trình thực tế thi công và thiết kế một ngôi nhà để các bạn có cái nhìn cụ thể và rõ nét hơn. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh, theo dõi cũng như là ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà chúng tôi đã phát sóng các bạn nhé. Bên cạnh đó thì website có tên miền là nhà đẹp Tân Á.vn. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp, từ miền Trung ra tới miền Bắc và cho tới vào tận miền Nam nữa. Bích Nga hy vọng rằng kênh YouTube Nhà đẹp Tân Á và website nhà đẹp Tân Á.vn là một kho tàng kiến thức để giúp cho quý khách hàng có thể lựa chọn cho mình những mẫu nhà phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu sử dụng của tất cả các thành viên trong gia đình các bạn nhé. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh mặt bằng phong thủy căn nhà của gia đình anh Tuấn. Được biết anh Tuấn sinh năm 1956, hướng tốt để xây nhà là hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam và hướng Tây. Chúng tôi cũng đã phác thảo mặt bằng định vị khu đất để các bạn có cái nhìn cụ thể và rõ nét hơn. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với mặt bằng công năng với diện tích chiều rộng là 10,5 m và chiều sâu là 18 m. Và chiều sâu là 18 m, căn nhà được bố trí cao 4,5 m với phòng khách 57 m² rất là rộng lớn, phòng thờ 18,2 m², 4 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 14,6 m², 14,6 m², 17,1 m² và 19,3 m². Khu vực bếp riêng với diện tích là 30,5 m² kết hợp với khu vực vệ sinh và khu vực sân rửa ở sau nhà. Các bạn vừa tham khảo xong mẫu nhà vườn được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Tuấn tại Vĩnh Phúc. Hy vọng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một gợi ý nữa cho ngôi nhà trong tương lai của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.